Trưa 30 tháng 3 năm 2018, tàu cá QNG 90559 TS do ngư dân Trần Quang ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng với 9 ngư dân đã vào bờ an toàn. Ngay sau khi cập cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, các ngư dân đã trình báo với lực lượng biên phòng về việc bị tàu nước ngoài tấn công ở Hoàng Sa. Cụ thể, vào 14 giờ ngày 19 tháng 3, khi tàu cá QNG 90559 TS đang neo đậu tại khu vực vùng biển đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì xuất hiện một tàu vỏ sắt màu trắng mang số hiệu 45103 áp sát, truy đuổi, đâm va làm tàu cá QNG 90559 TS bị gãy nhiều đà gỗ ở phần cabin. Chưa dừng lại, tàu nước ngoài tiếp tục truy đuổi tàu cá QNG 90559 TS trong nhiều giờ liền, sau đó mới bỏ đi. Theo ngư dân Trần Quang, việc tàu cá QNG 90559 TS bị tàu nước ngoài tông va đã gây thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 18 và ngày 22 tháng 3, ba tàu cá của ngư dân xã Bình Châu cũng đã trình báo với lực lượng bộ đội biên phòng về việc bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.